Hi, em xin chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì bây giờ em sẽ test một cái sản phẩm van số Shiso T3 do mà anh trai ở dưới Hải Dương anh đã tin tưởng gửi lên cho em để em setup và cài đặt lại cái van số này cho anh ý. Mặc dù là anh ý đã mua cái sản phẩm này của một bên khác rồi. Thì lời đầu tiên thì cho phép em được gửi lời cảm ơn anh đã tin tưởng bên em. Và bây giờ thì em sẽ test cái sản phẩm này cho anh nhé. Và với cái cấu hình là anh cũng có một cấu hình giống như của em là chạy một đôi loa full 30 BOB CS 2012 và một chiếc mic thì em đã bảo anh phải gửi luôn cả cái mic lên cho em luôn rồi đây. Đây là mic của anh, đó mic dây và một cái chiếc loa trầm bass 30. Đó, và ở đây em cài cho anh là 4 mod nhá, 4 mod. Cái mod đầu tiên là cái mod số 1. Mod số 1 là cái mod là echo pha một chút xíu gì vậy. Để cho nó dễ hát hơn. Đây nhá anh nhá. 1 2 3 4 5 6. Cái mod số 2 đó chính là cái mod revert pha echo nhưng mà pha theo tỷ lệ nhiều, thường là revert nhiều hơn. Đây, cái mod này thiên về revert dành cho anh em miền trong rất thích hát kiểu như này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, đây là kiểu mod số 2. Còn cái mod số 3, mod số 3 là cái mod echo nhưng cũng pha một chút nhiều reverb hơn. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ở cái mod này thì có vẻ là dành cho anh em nào hát hơi kém và ít hát thì hát cái mod này, thì mới hát thì có thể hát cái mod này thì sẽ thấy nó nhẹ hơn vì tiếng nó sẽ rất là nịnh tiếng. Có mod số 4 là revert. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó là vừa rồi là 4 cái mod. Bây giờ thì em cùng mọi người chúng ta sẽ cùng đi chúng ta test thử nhá. Test thử cái chất lượng âm thanh. Em sẽ hát cái mod 1 trước. Vì sao anh vẫn cứ yêu thương con rút con nằm buồn khung giữa đêm trường rồi rụt trên tương tư vì sao xa anh vẫn biết yêu em là tủi nhục. Mà dù sao anh yêu mãi không thôi. Anh yêu em bằng nước mắt đứng lên lên trời, bằng tia máu ứa trong tim dần khô héo. Anh yêu em không còn gì nói nữa, biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi. Giờ sẽ thử chuyển qua hát cái mốt ấy nhá. Xong em đã xong như côn trùng khờ dại. Tìm lửa thiêu em đốt cháy cơn hồn. Em đưa em vào sâu kín cánh tay người, vòng tay trói tâm thân em
vào oán trái. Em đã sống, em đã sống trong ân tình kẻ lạ. Để bình anh trong thương nhớ khôn nguôi. Em bay đi bằng cánh bướm giữa đêm dài, bằng hương ngát cánh hoa thơm rồi nhạt phai. Anh yêu em như rừng yêu thu rơi. Anh yêu em như tình cờ với gió. Anh yêu em không còn gì nói nữa. Biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi. Một bạn em đã chết trên con đường định mạng. Và từ nay em vĩnh viễn cho anh. Em cho anh một thân xác đã yên lành, và cho nốt chút linh hồn đã. Em đã chết cho anh vào cuộc tình ta nơi thế giới bên kia. Anh theo em vào cõi chết chốn mây mờ. Ở nơi đó sẽ không ai dành em đâu. Vừa rồi là em đã có thử cũng như là test cái chất lượng âm thanh của cái chiếc quang số CISO tới 3. Thì ngày hôm nay thì em sẽ chưa gửi được đi cho anh trai vì công việc gần Tết nó cũng tương đối là bận. Thì xin lỗi anh. Ngày mai em đã set xong rồi thì ngày mai em sẽ đóng gói và em sẽ chuyển đi cho anh ngay. Vì là nhà xe nhiều khi nó không đợi mình. Và trân trọng cảm ơn mọi người đã vừa xem cái video này. Hy vọng rằng là sẽ nhận được niềm tin của mọi người trong một khoảng thời gian tương lai và sắp tới nữa. Và anh em có thể chia sẻ hoặc like, nhấn vào đăng ký để cập nhật những video mới nhất và để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau.